Vâng, hello xin chào toàn thể quý vị và anh chị. Và hiện tại bên em đang có một chiếc Mercedes-Benz 2009 và đây là một chiếc Mercedes 313. Vâng, một mẫu xe khá là đẹp và chiếc này em vừa mới hoán cải xong ra biển đầy đủ hết tất cả thứ rồi nhá. Đăng kiểm mới tinh tình hình. Vâng, đăng kiểm mới nhá. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với mức giá cho anh chị là 190 triệu này. Đã bảo dưỡng đầy đủ hết rồi, sơn si sạch sẽ, không phải làm gì nữa nhá. Vâng, một mẫu xe cũng khá là đẹp. Vâng, em quay ở bãi nó hơi chật một chút, anh chị cũng thông cảm. Vâng, và những cái đường khe hở của nó này rất đều và rất là đẹp nhá. Nên một tem cũng rất là ok. Những đường nét của nó đây, xe thể hiện cho sự là không va chạm. Đấy, xe khá là đẹp luôn, chất xe. Vâng, một mẫu xe cũng phải nói là rất là đẹp. Và nếu mà các bác mà có nhu cầu sử dụng về những mẫu xe Mercedes-Benz này thì alo cho em nhé. Và chiếc này em hoán cải 6 chỗ này, 6 chỗ. Vâng, với trọng tải là đi được vào thành phố thoải mái luôn anh chị nhé. Đấy, đi được vào thành phố thoải mái luôn, rất là ok. Vâng, thì là một mẫu xe em đi 4 xung quanh xe rồi, xe là không có lỗi gì cả. Vâng, xe không có lỗi gì hết, rất là đẹp xe, rất là chuẩn chỉ. Vâng, và đăng kiểm đăng ký mới tinh tình hình, xe không lỗi, mẫu xe khá là đẹp luôn. Đấy, và đây ạ, dưới gầm này không có hề mục mọt gì cả. Vâng, không có hề mục mọt gì nhé. Đấy, gầm rất là sáng khô ạ. Và em xoay sang cả bên kia luôn. Đấy, không có mục mọt gì nhá. Vâng, đây ạ, gầm nốt đây. Đấy, không có mọt nhá. Cái xe này vẫn còn nguyên si này, rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp. Đấy là xe rất là ok. Thực ra những đời này thì bỏ sơn zin này rất là ít các bác ạ, không còn mấy. Đấy, em cũng có sơn tỉa rồi, sơn tỉa vài chỗ. Và nói chung là dòng này là mình cứ dọn sao sạch sẽ cho các anh chị thôi. Nốp thì khá là dày này, nốp khá là dày nhé, anh chị nhìn này, nốp khá là dày luôn. 4 quả nốp như nhau hết, 4 quả nốp như nhau hết này. Đấy, nốp rất là dày nhé. Đấy, anh chị thấy chưa, nốp rất là dày. Vâng, khoang hàng thì rộng rãi thoải mái cho anh chị để hàng này. Thì chứ cái này thì đã tràn một ít sàn nóc rồi, anh chị để hàng thoải mái nhá. Vâng, đấy, anh chị thấy chưa, rất là tuyệt vời. Một mẫu xe phải nói là rất là ok, đúng không anh chị? Vâng, đóng cửa rất là ok luôn. Và con này vẫn là cửa điện anh chị nhé. Vâng, đây ạ, 4 cua núp khá là đẹp luôn này anh chị này. Vâng, xe gốc Hà Nội, biển Hà Nội luôn, chứ không có phải là biển ở nơi những nơi vùng nước mặn nhá. Đấy, nốt rất là dày, bốn quả nốt như nhau. Anh chị cứ xem ok hết. Và keo chỉ thì là zin hết rồi, keo chỉ zin 100% luôn ạ. Và đây em sẽ vào nổ máy cho anh chị nhé. Vâng, keo chỉ đây ạ. Xe là em cam kết là không lỗi ạ. Và em sẽ nổ máy cho anh chị xem ạ. Phanh tay này, hạ xuống mất. Đấy, máy đang nổ rồi nhé anh chị nhé, máy đang nổ rất là êm. Đấy, máy nổ rất là chắc, máy rất là êm, đúng không nhá. Đây, máy đang nổ ạ. Vâng, rất là êm ái nhá, rất là êm. Đấy, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Mẫu xe phải nói là rất là ok luôn này. Máy nổ rất là đứng máy, không có rung giật gì nhá. Máy 313 này nó to hơn máy 311 nên là nó sẽ khỏe hơn. Vâng, máy nó sẽ khỏe hơn. Vâng, một mẫu xe Mercedes-Benz 2009 313. Vâng, bên em chào bán mức giá là chỉ có 190 triệu. Giá trên em có bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Nếu mà anh chị có nhu cầu sử dụng mẫu xe trên thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0943 622 621 em Khanh ạ. Và nhà em thì cũng khá là nhiều xe. Vâng, ở kia có một chiếc Ford này. Đấy, Ford rất là nhiều nhá. Đây một chiếc Ford Transit đời 2008 này. Mẫu xe này cũng khá là đẹp luôn này. Anh chị về chạy công nhân hay gì là cũng alo rất là hợp lệ này. Đấy. Vâng. Và em xin kết thúc clip tại đây. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng một trong những mẫu xe nào ở trong đây nhà em thì cứ alo cho em nhé. Và em xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé.